Chào mừng bạn đến ngôi nhà chung, địa chỉ số 12. Kim Min Sung, 30 tuổi, chàng trai Hàn Quốc, đã đi qua nhiều quốc gia và chọn sinh sống tại Việt Nam. Lý do gì khiến anh chàng muốn tham gia vào ngôi nhà chung? Danny sống ở Việt Nam thì 4 năm rồi. Và Danny muốn sống ở Việt Nam mãi mãi. Thì bây giờ thì tham gia cái chương trình này là để tìm được một bạn gái Việt Nam. Hy vọng là Danny có thể tìm được trong chương trình ngôi nhà chung. Và nói gì nhỉ? Mẫu bạn gái của Danny là một con gái mà mỉm cười rất là đẹp, rất là dễ thương. Và Danny cũng có thể cười với nhau. Bạn hãy đến đón một bạn nữ. Buổi chiều vừa hết giờ làm việc, Danny lập tức lên đường đón cô gái cuối cùng. Xin chào bạn. Bạn tham gia chương trình ngôi nhà chung đúng không? Dạ đúng rồi. Xin mời. Ngô Thị Thu Hà, 24 tuổi, là giao dịch viên ngân hàng, năng động, vui vẻ, nhưng không hiểu tại sao đến giờ vẫn lẻ bóng. Em chia tay người yêu thì cách đây cũng 1 năm rồi. Thì tại vì cũng do công việc cứ sáng làm tối về, nó chiếm nhiều thời gian quá, em cũng ngại tìm hiểu. Nhưng chồng là bây giờ cũng ngại tìm hiểu. Cả cái môi trường làm việc với cả môi trường bạn bè xung quanh em thì hầu như là toàn gái ế mà độc thân. Cho nên là cái cơ hội mà tìm kiếm bạn nam thì nó cũng ít hơn. Anh tên là Danny, anh cũng tham gia cái chương trình này. Dạ. Khi mà mình thấy anh Danny bước vào thì mình có hơi bất ngờ thiệt. Thì đúng như cái kiểu người mà mình kiểu như là ngoại hình thì đúng như cái kiểu mà mình thích luôn. Vừa cao, mắt một mí, lại là người Hàn Quốc nữa. Thật sự là bất ngờ. Có anh ấn tượng tốt với ảnh. Đẹp gái, xinh gái. Thực ra là lần đầu tiên gặp thì Danny cảm thấy hơi lúc đó cũng căng thẳng ấy, nên không nhớ được cái cảm giác là như thế nào. Ủa anh là có like gì không mà sao nhìn giống Hàn Quốc? Anh sống ở Hàn Quốc lâu rồi. anh là người Hàn Quốc. Đúng rồi. Vậy rồi anh nói tiếng Việt rành vậy hả? Đúng rồi, anh học tiếng Việt 4 năm rồi. Sau đó sống ở Việt Nam thì còn bây giờ là gần 4 năm rồi ấy. Sống ở Việt Nam 4 năm. Đúng rồi. Vậy chắc có bạn gái Việt Nam mới nói rành như vậy đúng không? Cô bạn gái thì làm sao mà tham gia chương trình này được. Bạn gái cũ. Bạn gái cũ là người Hàn Quốc. Đúng rồi. Vậy ý là sao mà anh thích Việt Nam mà anh ở đây ta? Đúng rồi, anh thích Việt Nam. Sau đó anh sẽ sống ở Việt Nam mãi mãi. Mãi mãi? Đúng rồi, sau đó nên tham gia chương trình này để tìm bạn gái Việt Nam. Vậy là trước giờ anh có quen bạn gái Việt Nam này chưa? Thực ra là anh đã gặp một con gái Việt Nam rồi, nhưng mà... Tìm hiểu thôi đúng không? Tìm hiểu thôi. Anh là làm nghề gì ta? Nãy em anh hỏi làm ở công ty dịch vụ xuất nhập khẩu. Đúng rồi, em ngân hàng xuất nhập khẩu luôn. Dạ đúng. Cũng có duyên ha. Thì em cũng tham gia chương trình này để tìm bạn trai đúng không? Dạ. Thì em trai qua mấy mối tính. Em á hả? Ừ. 2 mối tình chính thức. Dạ. Dạ, 2 mối tình. Anh là mấy mối tình? Anh là 4 mối tình. Thật ra em cũng 4 mối tình. Tại sao em nói cạo? Dạ, em thấy nhiều quá. Rồi đi chơi với bạn bè. Dạ, đúng rồi. Anh hiểu em quá. Vì anh thấy mối tình. Sao nóng nhỉ? Dạ. Sao nóng với ta? Hay là em căng thẳng quá? Đúng rồi, có khi gặp anh em căng thẳng quá. Thì em thích. Em còn cái này. Dạ, cảm ơn anh. Em thích con trai kiểu nào? Kiểu nào á hả? Nào.
kiểu người mà em thích đó. Ấn tượng đầu tiên thì kiểu là phải ga lăng. Ga lăng là lịch sự nè, kiểu chiều bạn gái, kiểu hiểu bạn gái. À. Kiểu ga lăng. À gọi là ga lăng. À là như vậy là ga lăng nè. Ờ thế à. Ờ đúng. Còn thì, anh? Còn anh thì một con gái mà mỉm cười đẹp. À. Và hay cười nè, và vui tính nè. Ờ. Thì anh cũng có thể vui nhau được đúng không? Dạ. Đó là rất là quan trọng. À em cũng thích kiểu như hài hước một chút xíu. Lúc nghiêm túc thì nghiêm túc nhưng mà cần hài hước thì hài hước. Anh dễ thương quá. Anh cũng ngủ nè. Dạ còn đôi hả? Chắc là chủ kia đúng không? Ở khúc dưới này à? Hả? Không, không có gì. Anh đứng đây đợi em chút xíu nha. Danny thấy Hà dễ thương và chú anh cảm thấy thoải mái và nói chuyện cũng vui tính. Mẫu bạn gái mà Danny thích là Hà là được 70-80%. Ngoại hình thì ok, rất là đẹp trai. Còn tính tình sao thì mình chưa biết nữa, tại vì mình mới có nói chuyện trò được một vài câu thì mình chưa có dám nhận xét là ảnh là người như thế nào. Nhưng mà ấn tượng thì ban đầu thì rất là tốt. Xin chào. Xin chào. Chuyện nhà đúng không? Đổi áo rồi nè. Đổi áo đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này lần gặp mặt các bạn thì mình cần chút xíu. À mình đẹp đẽ một chút xíu. Đẹp hơn. Đẹp rồi. Đúng rồi, giờ mặc áo này sau đó đi lên công ty thì hơi ngại đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa ăn đang diễn ra vui vẻ thì hết cơm. Mà Phương, bộ hôm nay nhà mình hết gạo hả? Một mình lại ăn gấp ba lần ta. Đi. Thôi được rồi, mai thì nấu cơm. Không mà. Vậy là Hà phải vào bếp nấu thêm cơm cho chàng trai ăn gấp ba lần người thường. Và chàng trai ga lăng Danny đã không để Hà phải nấu cơm một mình. Ăn nữa thì chắc là phải hai bát thôi. Hả? Ủa chứ bình thường anh ăn ổ anh. Cơ hội đó anh hay à? Cầm nguyên. Cơ hội đó. Ở dưới đường lâu với anh. Ôi, ông hiểu luôn. Này tụi em ăn không ngon. Này ngồi đây. Tụi em qua mất tiêu luôn. Đi đi. Mẹ thì chứ không nhớ luôn á, không nghĩ luôn. Thôi là Danny pass nhanh quá. Pass. Trời ơi, nghe nè. Chương trình này thích hợp luôn với anh á. Tại sao? Ngôn tình Hàn Quốc là đỉnh của đỉnh. Màu hương này hợp với anh. Drama, drama. Màu hương này rất hợp với anh. Drama. Drama. Drama hả? Yes, cưng 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 cưng. Ôi, đã lên đây rồi. Không sao hết vậy. Chị nóng một chén nữa. Một điều mà Danny lo lắng là Danny là người Hàn Quốc duy nhất ở đây. Nên nếu mà anh làm Danny làm gì sai thì người ta có thể hiểu nhầm về người Hàn Quốc. Mà thực ra là Danny và Danny cũng không giống như trong phim của người Hàn Quốc như vậy. Nên Danny hơi lo lắng về đó. Danny có thể là làm người ta thất vọng hay gì đó. Nên hơi bây giờ thì hơi ngại một chút. Ngại một chút. Đầu tiên thì tới ngôi nhà này em cảm thấy rất là vui vì thấy mọi người ở đây mới giây phút đầu tiên gặp nhau thôi thì chưa có quen nhưng mà thấy mấy bạn ấy rất là dễ thương, rất là hòa đồng.